Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Tour de World Medal 2 tiếp. Và tất nhiên tiếp tục là một tập mình chơi Custom Master các bạn ha. Thì có một bạn đề nghị là mình chơi một trận mà toàn là súng với pháo. Thì đây không phải là một ý tưởng dở, nhưng mà nó cũng không phải là một ý tưởng hay. Đặt cho bối cảnh thời kỳ phong kiến nha. Nếu mà đây là thời kỳ cận đại thì nó có thể là ok, nhưng mà trong thời kỳ phong kiến thì mình không nghĩ đây là một ý kiến hay các bạn ạ. Nguyên nhân thì rất là đơn giản thôi, bởi vì trong thời kỳ trung cổ thì khi mà hỏa khí nó mới ra đời, nó không có được như hỏa khí thời hiện đại đâu, ý là xin lỗi, hỏa khí thời cận đại đâu các bạn, mà nó còn rất là nhiều cái giới hạn, đặc biệt là tốc độ lên đạn của nó rất là chậm. Thậm chí là trong giai đoạn đầu người ta nói rằng kỵ binh vẫn có thể xung phong lên trước, chứ không cần gì phải sợ hỏa khí. Tại thời gian nạp đạn của hỏa khí rất là lâu, chưa kể là súng giai đoạn này nó không biết cách bắn thì sẽ rất dễ bị xì. Thuốc súng do chưa biết được bảo quản cho nên là nó dễ bị ẩm. Các bạn nên nhớ như nè, để mà nạp đạn cho một cái súng hỏa mai thời kỳ đầu á, mà đến giai đoạn ví dụ như của mấy ông Ngự Lâm Quân Thổ thì ông cầm đi, là mỗi khi muốn bắn là phải mở cái ống ngà ra, đổ thuốc súng vô trong cái nòng súng, sau đó là đẩy cái ống ngà lại để cái ống ngà về đúng vị trí, sau đó mới mở một cái túi bên hông ra, lấy một cái viên bi sắt hay gọi là cái viên đạn gang á, cái hình cầu á, nhét vô trong cái nòng súng, rồi sau đó là phải rút cái cây sắt nhọn nhọn dưới cái nòng súng ra, đẩy cái viên đạn cho nó dưới thuốc súng đi sâu vô, sau đó là gắn cái thanh sắt đó nó vô lại dưới cái nòng súng, sau đó mới dương lên. Mà cái đó là nó còn tùy theo loại súng nữa, có những cái loại súng như mấy cái cây mát lốc là phải lúc mà bạn kích hoạt rồi phải 3 giây sau nó mới nổ. Giờ luôn cái mấy cái cò súng rồi này thì nó cũng còn nhiều hạn chế, chưa kể là thước nhắm rồi nó cũng không có, cho nên độ chính xác không cao. Rồi nhưng mà cái đó chưa hết, súng lúc này nó còn một cái dở nữa là nó chưa có lưỡi lê, cho nên là về cơ bản là những người lính dùng súng đó họ không nên là dùng súng để đánh nhau được, do súng lúc này khá là quý. Về cơ bản thì bạn vẫn cầm cái bá súng lên bạn quýnh được, nhưng mà vấn đề là súng lúc này rất là quý, cầm súng mà đánh thì tới lúc có chuyện rồi là còn súng nó dễ hỏng lắm, tại độ bền nó chưa cao mà các bạn, chưa kể là nó không ai dám làm cái chuyện đó đâu. Thành ra thường thì họ sẽ nếu mà phải cận chiến á thì họ sẽ rút một cái món vũ khí cận chiến nào đó ra cát ra, chứ họ không dùng súng để đánh. Trường bất đắc dĩ lắm mới dùng súng để đánh thôi, nhưng mà sau đó thì chắc là không còn súng để dùng nữa đâu. Rồi đó, nói chung là mong các bạn hiểu là chứ là quan trọng nữa là một điều gì các bạn biết không, đó là mục tiêu chống của họ loại của họ là kỵ binh, cho nên đó là nếu như mà họ lúc này họ chưa có kỹ thuật tác chiến theo đội hình hợp rỗng, thành ra là nếu mà bạn dùng súng mà đụng kỵ binh là cũng chết chắc, trừ khi là bạn phản ứng đủ nhanh để mà bắn hạ người lính kỵ binh như bên Modern Play thì nó khác. Nhưng mà những cái trường hợp đó rất là ít, đa phần là những cái đó là phải điều khiển nó cực kỳ nhanh, chứ không thì bị một cái đơn vị kỵ binh, không nhất thiết phải là mấy con Hussa của Ba Lan đâu, mà một những cái đơn vị kỵ binh bình thường, không chỉ là kỵ binh hạng nhẹ cũng đủ sức cho một xạ thủ lên đường rồi. Thành ra ở đây là chúng ta phải cần phải phân biệt trong bối cảnh nha, không phải lúc nào dùng súng cũng hay đâu. Đó cũng là lý do tại sao khi mình chỉnh chơi Shogun 2 đó, ở trong bản gốc thì mình không dùng súng, nhưng mà khi mà qua tới cái bản Phone of Samurai mình dùng lại súng rất nhiều. Nói chung là nó tùy theo bối cảnh lịch sử thôi các bạn. Nhưng mà tất nhiên đội hình này của bạn thì cũng không phải là không có đất dụng võ. Nhưng mà chủ yếu thứ nhất, cái cách bữa nay tập này thì nó sẽ có tới 2 trận luôn, phải một trận. Bởi vì cái đội lực lượng này của mình á, một á, là nó dùng để chống lại những cái đơn vị mà to dễ bắn trúng, ví dụ như là binh voi. Trận này là quân Thổ sẽ đấu với lại quân Timurid các bạn ha. Rồi ok. Pháo thì mình sẽ dùng pháo bắn bay qua đầu là khẩu pháo này, mình không dùng pháo hỏa khí. Còn lý do thì rất đơn giản thôi, bởi vì pháo quân Thổ thì nó không có cái khẩu pháo để bắn bay qua đầu cả. Lúc này nó chưa có mấy con mô tô nha các bạn. Và tất nhiên là để cho công bằng, để tránh đối phương nó ào lên nó đánh mình, thì mình sẽ cho pháo là đấu với súng của mình, đấu với cung của đối phương. Thì lúc này đây là thời kỳ trung cổ, cho nên là cung của nó vẫn còn khá là nhiều đất dụng võ, chứ nó không có như trong cái giai đoạn về sau này. Thật ra đến giai thời kỳ trung cổ, mà đặc biệt đến giai đoạn giữa hoặc giai đoạn cuối rồi, thì cung cũng không còn nhiều đất để dụng võ lắm các bạn ạ. Lý do thì cũng đơn giản thôi, do lúc này cung nó không còn giữ được nhiều cái lợi thế nữa như thời điểm ban đầu. Ngược lại á, thì nó lại có thể sắp bắt đầu nó phát triển được nhiều rồi. Đúng hơn là ở đây các bạn cứ hiểu đơn giản á, là trong giai đoạn khi mà mới ra đời á, thì cung rất là đơn giản, cho nên là cái việc chế tạo và sử dụng nó khá là phổ biến. Nỏ thì khi đó là nó do thủ công nghiệp chưa phát triển, cho nên á, là nỏ thì có số lượng ít hơn. Bởi vì nỏ các bạn phải hiểu là phải đạt đến một trình độ văn minh nào thì mới có thể chế tạo ra được. Nhưng mà cung thì khác. Cung á, thì từ thời nguyên thủy là chúng ta là người con người đã biết chế tạo rồi, cho nên nó là dùng cung thì thường nó sẽ dễ phổ biến hơn là dùng súng. Nhưng mà dùng cung á, thì đến giai đoạn này do cung không còn đấu được với nỏ nữa, cho nên nó lại bị một số cái giới hạn khác.
bị rất nhiều cái giới hạn trong cái việc trang bị cũng như là sử dụng các bạn. Thì đó, các bạn phải hiểu qua từng thời kỳ lịch sử thì từng món vũ khí nó có cái lợi hay cái ưu điểm và nhược điểm riêng, chứ các bạn không thể nào mà cứ lấy cái mẫu của thời đại này mà gắn cho thời đại khác được. Ví dụ như mình nói đó, súng này không có lưỡi lê, thành ra tác chiến rất là khó. Họ muốn tác chiến cũng không thể tác chiến hiệu quả được. Súng thì bắn quá chậm, mà chưa kể là tỷ lệ là bị xì rất cao, chưa kể trời mưa là coi như khỏi bắn. Tại súng này nó bắn làm gì cái chậm mà các bạn. Đó vậy thôi. Nó phiền phức đủ chỗ hết trơn, không phải là cứ vừa có súng là ngon đâu. Súng nhưng mà phải qua thế kỷ 18 thì súng mới ngon, nhưng mà súng mà hồi thế kỷ thứ 15, 16 hay là thậm chí là súng thế kỷ 14 thì chả bắn được ai đâu. Chưa kể là tầm bắn nó rất là ngắn nữa. Ví dụ như cái súng mà thế kỷ thứ 13 mà ra đời Trung Quốc mà chúng ta quen gọi là hỏa thương á, thì nó bắn được có 50 mét là nó còn bắn, cái tầm bắn nó còn ngắn hơn cung. Tại lưu ý các bạn là thời cổ đại là cung đã bắn thì với tầm bắn là 450 mét, tức là cái đó là bắn theo cái dòng cung chứ phải bắn trực diện. Bắn trực diện thì nó không xa được như thế. Với lại ngoài ra thì nó, nhưng mà đúng này, ít nhất lúc này cung mà nếu mà do cái lực kéo của mấy cái mác cơ học thì vẫn có thể bắn được khá là xa. Cho nên là dùng cung tên lúc này nó vẫn hiệu quả hơn là so với lại dùng súng. Nỏ thì lúc này vẫn dùng song song với cung, là nó tùy theo điều kiện của từng quốc gia và cái trang bị nữa. Nhưng mà tụ chung lại thì người ta nói rằng là dùng cung với nỏ trong thời kỳ Trung Cổ vẫn hiệu quả hơn là súng. Hay quá, cuối cùng con pháo của mình nó cũng cẩu trúng được một con voi. Đó. Thế thành ra các bạn phải hiểu giống vậy, các bạn đừng có mà đề cao một cái bất cứ một cái gì đó quá, tại vì cái bất cứ cái trên đời thì nó cũng có khuyết điểm đâu á. Có ưu tất phải có khuyết, cái đó là điều đương nhiên. Và nó phải tùy theo thời điểm phát triển, có thể bây giờ nó ngon mà chắc gì là lúc trước nó ngon và ngược lại. Ví dụ như mình nói cung nỏ trong giai đoạn này thì nó rất là mạnh rồi và nó chế tạo được rất là nhiều cho thủ công nghiệp phát triển. Trong khi đó những cái cung mà nó có chất lượng để mà đủ nó để mà nó tác chiến á, thì nó lại rất là hạn chế. Tại do thời lúc này nó chế tạo ra những cái cung mà đấu được với nỏ phải là cung dài, mà cung của kiểu của mấy ông nước Anh á, thì nó lại đòi hỏi rất là nhiều cái chi phí và thời gian để chế tạo. Mà các bạn biết là trong chiến đấu mà dùng những cái món vũ khí mà nó bị giới hạn giống như vậy thì nó không có giá trị tác chiến cao. Đơn giản là để làm ra được một cái cung giống vậy, người ta làm ra không biết được bao nhiêu cây nỏ rồi. Thành ra trong cái thời kỳ trước á, giai đoạn sơ kỳ á, thì cung lại lợi hơn nỏ. Thành ra trong việc cổ đại thì cung lại lợi hơn nỏ, rất ít cái đơn vị dùng nỏ, mà đa phần là dùng cung. Thì đơn giản lúc đó cung nó chế biến dễ, nó chế tạo ra dễ hơn. Trong khi đó thì nỏ lại là một cái gì đó mà nó khá là xa vời. Tại vì đơn giản là nó phải đòi hỏi một cái trình độ văn minh mới chế được. Ngược lại á, thì lúc đó cung lại vẫn chế tạo khá là dễ, và lúc đó do giáp trụ rồi cái gì đủ thứ, cho nên nó chưa có phát triển lắm. Thành ra là về cơ bản cung vẫn còn có đất dụng võ, nhưng mà về sau do giáp trụ bắt đầu nó nhiều rồi, cung thì bắn không đủ sức để mà bắn lủng được những cái giáp đó, hoặc là phải bắn trúng điểm hiểu chỗ điểm yếu. Trong khi nó nỏ thì nó có thể bắn xuyên qua giáp, đặc biệt như nỏ của mấy ông Pháp á, mấy cái nỏ đó thì đúng là chuẩn bài luôn rồi. Rồi hay trúng một con voi nữa, bắn quá trời quá đất, nãy giờ trúng được có hai con đó. Thật ra trong trường hợp này dùng pháo bắn trực diện thì ngon hơn, nhưng mà vấn đề ở đây là giờ thời điểm này thì pháo trực diện thì mình lại không cho nó đứng đằng sau lưng bộ binh để mà nó đỡ đòn, nó né đòn được. Mấy con voi này là mấy con voi pháo, nên trong thời kỳ Trung Cổ mấy con này không khác gì xe tăng luôn các bạn. Nó đặt pháo trên lưng nó bắn, mặc dù là pháo của nó thì không phải là pháo lớn, nhưng mà có một điều là nó rất là nguy hiểm. Tại vì những cái viên đạn nhỏ, thứ nhất là người ta thấy voi thời điểm này là người ta đã sợ rồi các bạn. Không phải tự nhiên lúc này binh voi nó có đất sống không. Tại lúc này súng như mình nói đó, súng nó chơi nhiều, chứ cái mấy con voi này nó còn bọc giáp nữa, muốn bắn nó không phải dễ. Còn tất nhiên qua thì cận đại rồi thì voi nó cũng không phải là cái gì đó quá nguy hiểm. Bằng chứng là quân Ấn Độ dù có voi cũng chơi không lại quân Anh, hay là quân Hà Lan, hay quân của bất cứ một cái quốc gia phương Tây nào. Khi mà súng nó bắn hay một loạt thì các bạn là cũng không có voi nào mà chịu nổi hết trơn á. Một loạt thôi là đủ mấy con voi đó, nó lồng lên nó gì nhiều vấn đề rồi. Rồi, ok. Nói chung là thời kỳ Trung Cổ thì chủ yếu là mình đề cao việc dùng nỏ hơn là dùng cung. Các bạn có thể thấy là bữa giờ mình tiểu lý bắn nỏ, còn mình có thể tiểu lý bắn cung đâu không? Cũng như là mình không tuyển lính tầm xa luôn, tại trong cái lính tầm xa giai đoạn này nó dùng chưa ngon lắm. Mấy thằng súng này thì chưa ổn, cung nỏ thì tùy lúc, nhưng mà đa phần là mình dùng nỏ, cũng có lúc mình dùng cung, nhưng mà cung là đa phần là mình bắn mình gài cái thế gì hết rồi, tức là mình bắn không phải bắn ở trong cự ly quá xa để mà cung nó mất cái lợi thế của nó.
cung đa phần bắn nhiều rồi để ăn may thôi. Rồi ok. Đó bạn mà nãy giờ mình dàn quân mình bắn quá trời mà kẻ thù nó có sợ đâu không? Thực sự súng mà lúc mà người cho họ tư duy rằng là họ phải thay đổi để mà họ bắt đầu dùng súng nhiều hơn á. Đa phần là do họ nhận thấy rằng là cái tiếng súng nó dọa mấy con ngựa sợ. Rồi chưa kể là nó đánh vào cái tâm lý của đối phương khi mà nó tạo ra những cái âm thanh lớn và đủ thứ. Chứ thực chất súng mà trong giai đoạn này bắn cũng có chuẩn lắm. Nếu mà đối phương nó không sợ thì coi như súng không mấy tác dụng. Thậm chí mức độ xuyên giáp của nó cũng chưa cao. Tại đạn lúc này là đạn gang, cái viên đạn tròn chứ nó không phải là cái viên đạn mà kiểu cái đạn mà ngày hôm nay chúng ta dùng là cái đầu đạn nó nhọn. Nó khả năng xuyên giáp của nó cực kỳ thấp luôn các bạn. Nói chung là bây giờ mình ăn thua là phụ thuộc vào việc pháo mình có bắn chuẩn hay không này. Và khả năng cao là mình nghĩ nó bắn không chuẩn rồi. Tại sao quá, pháo này bắn không chuẩn lắm. Bắn được gì trong trường hợp này thì ngon hơn, nhưng mà tại mình phải có cái gì đó để che cho nó, chứ mà để cho nó đứng tông hông ra là mấy con sợ là nó chết trước mấy con pháo này đối phương luôn á. Binh voi của Timurid là một trong những đơn vị lợi hại nhất trong cái phiên bản này. Lưu ý là mấy con voi nó có thể lồng lên nha, thành ra nãy giờ mình cố tình mình chơi mấy con voi trước để cho nó sợ, nhưng mà nó cũng phải chết còn 2-3 con nó mới sợ. Thiệt. Giờ chuyển qua đạn lửa luôn nè, cầu may đạn lửa thì lại thấp trúng thấp hơn, nhưng mà thôi nó nổ một phát nhiều khi mấy con voi nó sợ. Cũng may là tới lúc nó bắn lại các bạn có thể thấy là nó bắn ra phần là nó phải bắn bay qua đầu các bạn thấy không? Mình thì mình bắn trực diện, còn nó là nó phải bắn bay qua đầu cho nên nó là nó tự độ chính xác nó là không cao, thành ra mình tỉa dần lực lượng của nó được. Ban đầu thì nó được lợi do quân mình còn đông, nó tỷ lệ chính xác của nó tương đối ổn, còn bây giờ thì tỷ lệ của nó cực kỳ bèo luôn. Đa phần nghĩ là nãy giờ mấy con này nó chơi được mình nè, chứ mấy con kia chả là gì. Rồi muốn đánh mấy con voi này, một là các bạn phải có mấy con xạ kỵ của Đức á, thì nó bắn súng ngắn thì hơi nguy hiểm xíu. Bắn carbine của con Maroc thì nó ngon nhất, mà nó cưỡi lạc đà nữa, nhưng mà cái lính đó thì cũng tương đối thôi chứ không hẳn là xịn lắm. Rồi ok, mình cho nó vài lạc đạn là nó sợ rồi, bây giờ nó còn mấy con voi thôi. Lưu ý là các bạn đừng cho ngựa xông vô mấy con voi này nhá, nó ôi con voi của nó đạp chết con ngựa của các bạn đấy. Mình bị mấy lần mình cho nguyên đá hiệp sĩ xông vô đánh nhau mấy con voi này, kết quả hiệp sĩ của mình thua chạy dài luôn. Rồi ok, chạy lên nào. Thật ra mấy con voi này đạn nó cũng không nhiều, nhưng mà vấn đề là cũng khá là nguy hiểm nếu mà các bạn không cẩn thận. Cho nên là nãy giờ các bạn có thể thấy là mình đánh lấn lên dần không à. Cái kiểu đánh này nó không phù hợp lắm trong thời kỳ Trung Cổ khi mà người ta dùng kỵ binh khá là nhiều. Rồi đây. Giờ thì mình tập trung bắn vô voi của nó, tại lính nó chạy hết rồi. Bản thân con voi này mình cho nó làm tướng luôn. Thật ra Timurid nó cũng giống Mông Cổ rồi, nó cũng dùng kỵ binh làm tướng chứ nó không dùng tượng binh làm tướng. Nhưng mà ở đây là mình cố tình mình cho nó như vậy. Đó, các bạn thấy không? Nó bắn cực kỳ ác chiến luôn, nhìn nó khác gì xe tăng đâu. Nó mà lắp vô cái súng máy lên nữa. Thật ra cái này gọi là pháo tự hành thì đúng hơn. Nhưng mà xét cho cùng thì giờ nếu mà nói ra nó mà nó ủi lên thì không khác gì xe tăng lắm đâu. Gắn thêm cái súng máy vô nữa là giống rồi. Rồi đây, có vẻ như nó hết đạn rồi sao? Tại giờ mình nhìn vô vậy thì mình không biết. Hoặc là có thể nó đang tiến lên, nó bắn cho chuẩn hơn thôi. Pháo của mình thì nó cứ bắn bay qua đầu kiểu này, mà lúc này thì những cái kiến thức toán học để mà nó phục vụ cho cái việc bắn pháo thì nó lại chưa nhiều. Tại nó có rất nhiều cái yếu tố nó tác động đến cái viên đạn khi mà nó bay trong không khí các bạn thấy không? Bên cạnh là cái lực hút của trái đất rồi sức gió thì nó còn liên quan tới cái khối lượng của cái viên đạn, độ ẩm không khí và đủ thứ nữa. Mà lúc này người ta chưa biết đến cái đó, mà đa phần người ta bắn là bắn bằng kinh nghiệm. Nghe thì nó hơi kỳ kỳ nhưng mà sự thật thì nó là vậy, tức là người ta bắn lâu thì người ta sẽ biết cách làm sao để bắn cho chúng thôi. Người ta còn phải biết được cái súng mình dùng là nó có vấn đề gì, nó có bị lệch đạn nhiêu, góc bắn bao nhiêu góc, bao nhiêu độ và đủ thứ nữa. Nói giờ nó chơi không lại nó ủi luôn rồi đó các bạn thấy chưa. Hết, nó hết đạn rồi nó còn nguy hiểm hơn nữa đó. Rồi kỵ binh mình thì không thể xông lên được, bây giờ gần quá thì không bắn được. Quả đó mình bắn liều vô tình một quả này trúng quân mình, nhưng mà có một quả trúng con voi tướng của nó, hay là nó sợ nó chạy luôn, nó chạy thì mình thắng. Cái quả này ăn may các bạn. Rồi đó các bạn có thấy low victory, mặc dù là thiệt hại hai bên bằng nhau, nhưng mà rõ ràng các bạn có thể thấy là tính về mặt số lượng là mình thiệt hại không ít nha. Chẳng qua nó thì nó đánh không cho đánh liều, chứ nó mà nó cho voi nó liều mạng lên ủi ngay từ đầu thì mình mới là đứa thua đấy. Rồi bây giờ thứ nhất, súng với pháo không á chủ yếu là chống lại binh voi, còn
một cách khác đây, một cái điểm nữa đi mà các bạn chống là các bạn chống lại những cái đơn vị mà nó đi chậm, nó không có khả năng chạy nhanh. Mà cụ thể ở đây là mấy cái ông giáo dài. Thì đây nè, bây giờ mình chọn quân Anh, mình đấu với quân Scotland ha. Thì cái này các bạn sẽ thấy, còn hơn là các bạn lấy một phe Ý rồi đó, các bạn đánh với quân Giáo Hoàng cũng được. Rồi đây, quân Anh thì nó có pháo Mortal rồi, nhưng mà Mortal này là Mortal thế hệ đầu nha các bạn. Tức là nó chỉ bắn được đạn gan thôi, nó không có bắn được đạn. Tại bữa các bạn coi mình chơi Empire rồi đó, các bạn sẽ thấy là cái Mortal lúc đó nó bắn ra được tới 3 là đạn luôn, bao gồm đạn gan nè, đạn phát nổ nè, gọi là đạn gì nhỉ, đạn cháy phá đó, và cuối cùng là cái viên đạn mà nó phát hỏa để mà nó đốt nhà. Thì ở trong bản này thì nó bắn được mỗi đạn gan thôi, nhưng mà được cái là mấy con mô tô này có bánh xe nó đẩy đi được. Nói chung là nó là dạng pháo đẩy. Còn qua bên Empire thì nó có hai loại pháo, một loại pháo đặt cố định và một pháo gọi là pháo giả chiến, thì nó có ngựa kéo. Tại lúc đó pháo nó nặng hơn giai đoạn này rồi, giai đoạn này thì pháo người ta còn làm tương đối nhẹ để bộ binh nó còn đẩy đi, chứ mà lúc đó cái này ngựa đâu có đâu mà để mà kéo pháo, nó phiền phức nhiều cái lắm. Bởi mình nói rồi. Rồi ok, mình vẫn cho một tướng là đúng chuẩn nha. Rồi bây giờ mình lấy ra tổng cộng là hai khẩu pháo. Pháo thì nó không có nâng cái gì hết, nó có dày thôi. Súng thì quân Anh nó không có hình musketeer, mà nó chỉ có cái hàng Anwer Buster này thôi, thì dùng tạm này đi. Tại súng thì nó có ba loại, một là súng ngắn, súng trường, cái này gọi là súng carbine á, súng trung á, cái hàng súng trường là hàng ngữ lâm thì thôi mình dùng này đi, tại vì hàng ngữ lâm thôi, súng cổ nó cũng phổ biến lắm. Ngữ lâm hoa thế kỷ 18 mới phổ biến, chứ còn trước đó thì đa phần là nó dùng mấy cây dạng, mấy hàng lính dạng này không à. Rồi đây mình lấy bốn này ha. Rồi kẻ thù của mình thì là quân Scotland, thì mình cho nó làm tướng của nó thì để coi là nó cho nó tướng kỵ nó ủi mình thì mình chết. Cho nên là mình nghĩ là tướng của nó thì mình cho nó một cái thằng nào đó đặc trưng của nó đi, tức là cho nó cả là một cái thằng bắn cung giống vậy nè. Rồi nó đứng sau. Rồi sau đó là lính của nó thì sẽ là mấy cái thằng lính dạng này, nên mặc cái này đi cho nó đúng chuẩn Scotland. Rồi đó, ví dụ bốn ông này. Rồi đặc biệt là có một ông nhiều giáp là ông này nữa. Rồi ok, thì lúc đó bắn thì tương đối ổn. Nó lấn dần lên mà súng nó thằng này nó không có chạy lẹ được thì mình bắn được. Ngoài ra là cái này mình chưa tính yếu tố thời tiết nha. Thời tiết mà mưa cái là mấy thằng súng này của mình tắt điện hết luôn á. Nói chung là mấy thằng này mà bị áp sát vô là nó khỏi đánh trả luôn. Rồi ok, địa đội hình gì là đẹp rồi, mình chỉ dàn nó ra mỏng xíu thôi. À mà quên, đối thủ của mình thì nó không có, à nó có bắn tầm xa, có bắn tầm xa dù là ít. Đây thì đó. Rồi vô. Mấy thằng này mình gài chế độ bắn tự động như ta. À rồi ok, tốt. Mấy con này thì chưa đúng không? Rồi ok, bắn thì cứ bắn cái thằng ở giữa, tự động nó lan sang mấy thằng khác. Rồi súng của mình tầm bắn hơi ngắn là hơi nguy hiểm rồi đó. Rồi nó bắn rồi đấy. Vấn đề là hiệu quả hay không thì mình không biết. Trời, bắt đầu mưa rồi là thấy mình xỉu rồi đó nha. Nè đây là các bạn có thể nhìn nó nạp đạn này đấy. Chứ lúc đó này kỹ thuật bắn theo hàng rồi, hộp súng bắn đồ nó cũng chưa có nữa, nó không có gì hết trơn. Không, các bạn thấy không, bắn nãy giờ là bắn mấy loạt đạn này mà chết được mấy đứa đâu, nó bắn lệch thì không, chả làm được cái gì. Này còn đủ 75 nè, 75 này còn 60, tức là mình bắn nãy giờ chết có 15 thằng. Bảy bốn, trời, nguyên loạt đạn chết có đúng một thằng, trời ơi. Đó, các bạn thấy vấn đề chưa? Trên một kìa, tướng của mình thì không đánh được tụi này đâu. Ê, chạy ra ông, đính với mấy thằng đó cho ông chết hả? Rồi đây, chạy ra đây nhanh. Mình hốt thằng tướng nó thì quả mai được, tại tướng nó là cung. Kỵ binh mình là kỵ binh hạng nặng thì cũng không chơi nổi với lại tụi kia đâu. Mấy thằng này nó chuyên chống kỵ mà mình kỵ binh mình đâu có xung phong được. Pha đó chạc hụt rồi mình chưa chắc mình ăn nổi nó. Rồi
rồi, nó chết tướng cái này là pha này mình cố gắng mình chơi nó thôi. Đây, bắn đi. Như là dạng phải có đứa dụ cho bắn thì được, còn không thì nó bắn yếu xìu à. Các bạn không, hỏa khí thì điểm này nó bèo lắm, nó không có như tập bắn nó còn ngắn nữa mà. Mấy ông này nó bị áp sát rồi cũng phải rút kiếm mà đánh nè, chứ cũng đâu có làm gì được. Rồi đây. Một thằng chạy cái này vàng phải đứng rải ra dụ nó bắn, dụ nó dí rồi mới được. Chứ còn ví dụ như đánh trần kiểu kia là không ổn rồi. Muốn hút vô lưng nó cũng được. Rồi chạy dụ nó về chỗ mấy thằng súng của mình. Thiệt mấy ông này bắn tào lao quá. Ủa rồi hút trực diện vô là kỵ binh mình ngã rạ luôn. Ê chạy ra mấy ông chết giờ. Giờ một đội súng thì làm sao bắn kịp đây. À, bắn một loạt mà nó đâu có sợ đâu. Ví dụ bắn mà trúng thì ngon, nhưng mà bắn không trúng kiểu này chỉ có chết thôi. Nó vẫn còn khá đông này mới có một thằng sợ à. Rồi hai thằng sợ. Rồi xong. Mình không tra được tại vì mình không có gì cả mà nó còn dướng này dướng như kia nữa làm sao đánh. Rồi đây thằng này vô hút vô lưng nó được phát nó sợ mình ăn. Vô giáp chiến thì mấy thằng này tào lao, nó rút cái kiếm ra nhưng mà cái kiếm của nó đánh trả được bằng này, nó có đâu có luyện kiếm nhiều đâu. Rồi thằng này nó bị hút vô lưng cho nên nó sợ thôi. Toàn phải chơi vừa bắn vừa chạy không, như là mấy cái thằng vừa chơi quân hạng nhẹ bên Empire vậy đó. Như là mấy thằng này nó không dám nhả đội hình ra tại vì nó cầm mấy cây nó đứng nó đi lấn lấn dần lên không à. Muốn đánh tụi này dạng như còn phải dùng xạ kỵ nữa cơ, ví dụ cho nó chạy một vòng nó bắn thì được. Ví dụ cầm cái súng ngắn á, áp sát lại gần hay gì hút vô á thì bắn cho nó một phát. Rồi đây. Này cứ bắn. Thì được, sau đó cứ chạy vòng 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 về bắn rồi lui lui dần ra thôi chứ hút trực diện vô mấy thằng này phải hút vô sau lưng hoặc ít nhất là bên sườn. Trời ơi, nó đâm rất xa phải đó hụt nữa thì mình chết chắc rồi. Thằng này sợ chạy rồi nhưng mà nó quay lại rồi, thằng này sợ chạy luôn, hên quá mình ăn. Chắn này tháng này thắng ăn hên nha các bạn. Rồi thôi làm trận nữa. Cái này mình dùng pháo cho các bạn coi chơi. Cái này pháo của Ý các bạn ha. Thì đó, nói chung là các bạn thích thì mình thực hiện video thôi, nhưng mà mình sẽ chỉ cho các bạn thấy là cái vấn đề trong cái cách chơi của các bạn nó như thế nào. Đây là ví dụ như đánh với quân Giáo Hoàng đi. Giáo Hoàng cũng có mấy thanh niên đó chơi cũng kinh lắm. Bây giờ mình lấy một khẩu súng này ra thôi. Mình lấy một khẩu này ra đủ rồi, không cần lấy nhiều. Giáo Hoàng thì hay dùng cái quân đặc chủng của Giáo Hoàng là đại lính thủy sĩ nè, vệ binh thủy sĩ cực kỳ lợi hại luôn. Lính này chỉ có Giáo Hoàng mới có thôi, mấy phe khác tuyển là tuyển lính đánh thuê, còn Giáo Hoàng là chơi lính này là chính quy luôn. Cái này là cái gì, này là súng máy thế hệ đầu tiên các bạn. Nó dùng là nó chả phải bắn liên thanh đâu, mà là nó, lúc này con người mình chưa biết lợi dụng cái sức giật của cái khẩu súng để mà đẩy viên đạn lên nòng nha. Mà đa phần là chúng ta dùng cái nhiều nòng để mà bắn là nhiều phát thôi. Rồi ok. Rồi nào bắt đầu. Mà thậm chí là còn không dám đặt đạn trước là sợ nó xì đủ thứ nữa đó. Mỗi nòng bắn một phát mà nó bắn vẫn bắn theo đường cong chứ không bắn theo đường thẳng được nữa. Cho nên đó là các bạn có thể thấy chúng ai nó chết thôi, những đạn này nó cũng không tính cho phát nổ hay gì cả. Đạn gan thôi, chúng ai nó chết. Rồi xong. Nó bắn được có 3 loạt thôi các bạn. Giờ bắt đầu nạp đạn nè các bạn, coi nó nạp này nha.
nó nạp không biết chừng nào mới xong luôn. Mấy thằng này mà thuộc loại chạy nhanh là nó khỏi bắn. Ví dụ súng này đặt trên tường thành bắn thì được, chứ mà đặt ra giải chiến cái này dễ chết lắm, tại nó cũng chẳng bắn bay qua đầu được. The enemy are badly bloodied. Rồi xong, hai loạt mà đối phương không chết thì mình chết. Rồi nó áp sát tới rồi mấy ông bắn không kịp đâu ông ơi, nạp đạn lâu quá. Rồi xong mình chết chắc. Có vẻ như nó phải kết hợp với đơn vị khác nó đánh thì được, chứ mà dù nó đánh nó tắt chế độc lập là đâu được, dù nó bắn liên thanh nhưng mà bắn hai loạt khá kinh. Or a military, our enemies have snatched victory from us like thieves in the night. They will not be so lucky. À đúng rồi, còn một con pháo thăng thiên nữa chứ mình quên giới thiệu. Pháo này của Mông Cổ hay là Timurid nó sẽ có. Hoặc là các bạn thuê pháo này và đánh thuê cũng được. À quên. Rồi. Nãy ví dụ các bạn chơi Mông Cổ đi là các bạn muốn đối mấy con voi của Timurid đúng không? Thì đó nó có một con khá ngon nè, để mình lấy một con này ra. Rồi đây. Đánh nhẹ nhẹ cho các bạn coi chơi thôi. Rồi xong. Mấy con này là pháo thăng thiên nè. Thật ra cái món này người Mông Cổ cũng học lại từ người Trung Quốc rồi các bạn. Người Mông Cổ họ rất là chịu khó học hỏi các bạn, họ không có bảo thủ. Đó, lưu ý khẩu pháo này, cái đây là loại pháo mà người Trung Quốc đã chế tạo ra từ sớm với thời nhà Tống rồi nha các bạn. Và họ cũng là dùng cái loại pháo này để mà tấn công Việt Nam mình trong cái cuộc chiến tranh của nhà Tống cái thời của Lý Thường Kiệt ấy. Đó rồi nè các bạn. Đó thì pháo này thì mấy con voi nó sợ hơn pháo kia, tại vì pháo này nó bắn ra lửa đó các bạn thấy không? Đó nó bắn trái con voi luôn mà đùa đâu. Rồi bắn thêm loạt nữa cho vui. Nói chung nó cũng bị giống pháo của Ý đó, nhưng mà vấn đề là pháo này nó phát hỏa cho nên là nó nguy hiểm. Còn pháo kia nó chỉ bắn ra cái viên gan thôi. Pháo này công thành được luôn nha các bạn, có điều là thành mà chắc rồi thì nó bắn hơi yếu, đụng ba cái tường gỗ hay tường gạch đời đầu thì nó cho cái tường nó đi luôn. Chứ là con này bắn sai cái nó tưa đạn nhiều mà nó cũng không hiệu quả lắm đâu. Đó các bạn ơi, thấy bắn được có 3 loạt thôi, lúc này đạn không có nhiều, tại vì để có đạn nhiều để bắn là nó cái công nghiệp nó cái biến nó phải như là công nghiệp quốc phòng ấy, nó phải phát triển thì mới có nhiều đạn để bắn. Còn ví dụ trong giai đoạn này thì hầu như là cái đạn nó không có sản xuất độ ra đủ nhiều để mà bắn thoải mái, chưa kể là các bạn còn phải tới công tác vận chuyển, lúc này thì nó còn dùng phu mà các bạn, một lính là phải 2 phu mới đủ để mà vận tải những cái cần thiết cho chiến tranh, chưa kể là còn để xây dựng rồi thậm chí là sửa chữa cầu đường rồi đủ thứ nữa, cho nên là đạn lúc này không thể mang theo nhiều được. Tên đạn lúc này nó trực chất là cả vấn đề đó, tướng là một trong những cái mà họ phải làm ra là cái vấn đề này là quản lý và phân phối mấy cái này sao cho đều cho hiệu quả nữa. Cho nên đó là giai đoạn này súng hay là gì nó cũng không tốt lắm đâu. Các bạn đừng nghĩ là lúc này có cầm được cái súng trong tay mình ngon. Nói chung là bắn trúng thì các bạn ngon thiệt, mà bắn chưa bắn trúng chưa chắc đối phương nó chết nha. Tại như mình nói lúc này nó xuyên giáp chưa ngon. Nhiều khi đụng trúng mấy thằng có khiên có giáp mà nó bắn nó cầm cái khiên kim loại bắn viên đạn bật ra như chơi á. Chỉ có khi nào bắn trong clip khá là gần á thì lúc đó cái viên đạn nó mới đủ sức nó xuyên, chứ đạn lúc này nó bay ra chừng hơn 100m là nó bị giảm được sát thương rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.